Tìm giá trị trung bình, giá trị trung vị và giá trị yếu vị trong dãy số sau. Hỏi cho chúng ta những con số ngay đây. Nếu ai đó nói min, hỏi đang đề cập đến cái chúng ta gọi là giá trị trung bình. Thỉnh thoảng, nó được gọi là giá trị trung bình số học vì bạn sẽ sớm học được rằng có nhiều cách khác để tính một giá trị trung bình, nhưng nó thật sự chỉ là cộng tất cả lại và chia cho số lượng chữ số. Đó là một cách để tính giá trị bình quân, hay còn gọi là giá trị trung bình. Vậy đây là giá trị trung bình của chúng ta muốn tính tổng 23 cộng 29 cộng 20 cộng 32 cộng 23 cộng 21 cộng 33 cộng 25 và sau đó chia cho số lượng các chữ số. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số. Vì vậy bạn sẽ chia cho 8. Hãy cùng tìm ra nó thực sự bằng gì. Thực ra mình vừa dùng máy tính để tính phần này. Mình sẽ tiết kiệm được thời gian thay vì làm bằng tay. Ta có 23 cộng 29 cộng 20 cộng 32 cộng 23 cộng 21 cộng 33 cộng 25. Vậy tổng của tất cả các số này là 206. Và sau đó chúng ta đem 206 chia cho 8. 206 chia 8 được 25,75. Được 25,75. Vậy giá trị trung bình bằng với 25,75. Vậy đây là một cách để tính giá trị trung tâm. Một cách khác là tính giá trị trung vị. Nó có nghĩa là chọn ra giá trị ở giữa. Để tìm ra giá trị trung vị, điều ta cần làm là sắp xếp những số này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Trông có vẻ số nhỏ nhất ở đây là 20. Số tiếp theo là 21. Không có số 22 ở đây, nhìn này, có hai số 23 ở đây, 23 và 23. Vì vậy 23 và một số 23 nữa. Và không có số 24, có một số 25. 25. Không có số 26, 27, 28 nào, có một số 29 ở đây. Và sau đó bạn có số 32. 32 và sau đó bạn có số 33. 33. Vậy sau khi sắp xếp lại, số ở giữa là số nào? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta để biết điều đó và thật sự sẽ có hai số ở giữa. Nếu bạn có một số lượng chẵn thì sẽ có hai số thỏa mãn gần với số ở giữa. Và để thực sự có giá trị trung vị, chúng ta sẽ lấy trung bình của 23 là một trong số chúng. Nhưng một mình số 23 không thể là giá trị trung vị bởi vì trước nó có 3 số và sau nó có 4 số. Và một mình số 25 không thể là giá trị trung vị bởi vì có 3 số sau nó và 4 số trước nó. Vì vậy, điều ta sẽ làm là tính trung bình của hai số này. Và ta chọn nó làm giá trị trung vị. Vậy nếu ta lấy tổng 23 cộng 25 chia cho 2 sẽ là 48 chia 2 sẽ bằng 24. Vậy mặc dù 24 không phải là một trong các phần tử của dãy số, giá trị trung vị là 24. Đây là số ở giữa. Một lần nữa, đây là một cách để nghĩ về giá trị trung tâm. Nếu bạn muốn tìm một số mà bằng cách nào đó, nó đại diện cho số ở giữa, để mình làm rõ không chỉ có một cách để thực hiện nó, đây là một cách để tính giá trị giữa. Để mình đặt nó trong trích dẫn. Giá trị giữa, nếu bạn muốn thể hiện số liệu này với một số, đây là một cách khác để thể hiện giá trị giữa. Và cuối cùng, ta có thể nghĩ về giá trị yếu vị. Giá trị yếu vị là số mà thể hiện số xuất hiện nhiều nhất trong dãy số. Và tất cả những số này chỉ xuất hiện một lần trừ số 23. Nó xuất hiện hai lần. Và bởi vì 23 xuất hiện nhiều nhất, nó xuất hiện hai lần. Mỗi số khác chỉ xuất hiện một lần. 23 là giá trị yếu vị của chúng ta.